và hai chiếc hài đồ chắc chắn không hề hay từ lúc nào. Thì rồi chiếc bao cảm xúc từ cuộc đời là hồi hộp, là chiến sao, là nỗi buồn xa cách và kỷ niệm thân thương như con đàn đất sóng cũng trào trong cuộc đời. Em nhớ những ngày đầu tiên du học bước qua cánh cổng trường đầy ê hề chật chội với người bạn người thời.